Daddy Dream liệu có xin được số của gái SH hay không? Ôi em ơi, cho anh số điện thoại đi. Được. Gái xinh nè, ôi sao lại vẫy tay thế cũng được. Trông xinh gái kia cơ mà, đúng không nhé? Ôi em ơi, cho anh số đi. Đấy đúng không, mặt phải dày lên à, thế nào thế? Người ta bảo rồi, đẹp trai thì không bằng trai mặt. Dày mặt lên thì mới khởi nghiệp thành công được. Đấy đúng không? Nhưng chàng trai này, Bookberry này là khả năng là đang ấy đấy, đi đúng hướng đấy. Khởi nghiệp như này là sớm muộn tương lai thành công thôi, giờ. Nhưng sao chỉ mặt em gái thế? Giờ này thì có rất nhiều bạn trai đã khởi nghiệp thành công khi mà không cần phải làm ăn gì cả, ngoài việc tán một cô gái giàu có, mà sau đó mọi thứ sẽ đến với anh ta. Nói chung đi theo hướng này thì phải tùy vào độ đẹp trai của bạn thôi. Và để ủng hộ cho những video mới thì đừng quên click vào đây xem, cũng như đăng ký kênh để ủng hộ nha. Kênh Tô Tin Tức, xin chào.